Xin chào bạn. Hôm nay tôi đi tham quan hội chợ các bạn. Tôi thấy một số cây lộc rừng nha. Một số cây lộc rừng người ta đem bán nè. Không biết nhiêu cây nữa mà rất đẹp nha. Đây cây lộc rừng bông đỏ nè. Giờ nó đang có bông nè ha. Tôi quay một số cây này cho bạn xem nha. Cây bông đỏ ha. Này chưa vô chậu ha. Rễ nè. Còn cái này thì thay vô chậu rồi mà ngập nước luôn ha. Nó ngập nó sống với nước luôn. Này, vô chậu ha. Có rồng nè. Này có rồng ha. Còn này không có rồng. Đẹp luôn á. Cây này ngập nước nó không có chết luôn á. Đẹp luôn. Rất là nhiều cây luôn. Nước không ạ?